Sau khi mà mọi người mua cái bộ điều trị tại nhà về thì mọi người sẽ thực hiện cái quy trình đầu tiên, đó là quy trình sử dụng tinh chất phục hồi. Đây là tinh chất phục hồi này. Thì cái tinh chất phục hồi này làm với cái mục đích khi mình chúng ta sử dụng ấy, thì là nó làm phục hồi tất cả các loại da. Trước khi chúng ta điều trị, chúng ta cần phải phục hồi trước để sau khi đi vào cái quy trình điều trị nó không bị vấn đề là tăng sắc tố da này, hoặc là nó không bị tái lại nám. Đấy, nên là cái bước này cực kỳ là quan trọng, nó giúp dày khỏe của da của chúng ta lên nhé. Thì bây giờ là cái quy trình bắt đầu sử dụng sản phẩm này, thì nó có hai sản phẩm, một là tinh chất Win 10 phục hồi và hai là kem chống nắng. Đây là cái cách để lắp sản phẩm nhé. Khi chúng ta mà lấy về, nhận sản phẩm về thì nó sẽ có cái nắp riêng biệt như thế này. Thì mọi người hãy bóc này, bóc cái nắp, bóc cái nắp giống như kiểu chúng ta bóc thuốc ấy. Đây nha, đây, bóc nó ra này, kéo này. Đấy, thì nó sẽ ra không? Có cái nắp trên, lấy ra. Đấy, lắp này, lấy cái đầu này nhá. Chúng ta cho vào đây. Đấy, giữ cho thật chặt vào, không có là nó bị. Đấy, thấy chưa? Ok chưa? Đấy, và khi sử dụng này, chúng ta sẽ để nguyên cái đầu này, vẩy nó xuống nhá. Đấy, thấy chưa? Ok chưa? Xuống này. Thì mọi người bóp cái đầu này nhá, chứ không phải bóp vào cái ống dưới đây đâu nhá. Và mình hãy bóp cái đầu bây giờ này. Bây giờ trước khi sử dụng kem này thì việc đầu tiên là mình sẽ dùng sữa buổi sáng. Thì các bạn sẽ dùng sữa rửa mặt để rửa mặt cho thật sạch sẽ. Sau đấy thì mình sẽ sử dụng cái lớp tinh chất phục hồi này nhá. Thì cái lượng kem lấy này, mọi người, nó là kem điều trị nên mọi người lấy vừa đủ thôi nhá, không cần lấy quá nhiều đâu nhá. Rồi thoa lên khắp mặt này. Mình chấm đều mặt nhá. Chấm đều ra khắp mặt này. Sau khi mà chấm đều, mọi người thấy không? Sau khi mà chấm đều ra khắp mặt rồi ấy, mọi người chấm đều cho đều ra. Sau đấy thì mình vỗ nhá. Mình vỗ chứ mình không có xoa như thế này đâu nhá. Xoa như thế này là sai đấy. Xoa nó là nó sẽ bị thẩm thấu vào da tay chứ nó không vào được da mặt nhiều đâu. Mọi người vỗ này. Vỗ một lúc là nó sẽ tự khô. Đó. Cái này rất là nhanh khô. Đấy. Ok chưa? Đấy, nó chỉ như thế là xong rồi. Đấy, lượng kem thì vừa như thế, và cách mình thoa kem thì là thoa như vậy nhá. Đấy, sau khi vỗ thì nó khô. Sau đấy thì mình sẽ sử dụng đến lớp là kem chống nắng. Kem chống nắng thì mọi người phải lấy cái lượng kem tương đối nhiều một chút nhá. Đây, nó đang còn có cái nắp. Đừng có tiết kiệm kem chống nắng quá, vì kem chống nắng là cái rất là quan trọng, nó là cái để bảo vệ da chúng ta đấy. Nhưng mà mọi người mà tiết kiệm ấy, dùng ít là nó sẽ không đạt cái mức độ điều trị trên da, bảo vệ trên da ấy. Kem chống nắng này, kem chống nắng cũng thế, mình sẽ thoa khắp mặt. Sau đấy thì vỗ đều nhá. Mình thoa cho nó đều một chút này. Sau khi mà nó đều một chút rồi thì mình vỗ nha. Ok, thế là xong bước phục hồi, bước đầu tiên khi mà chúng ta lấy sản phẩm về. Đấy, và chống nắng thì mọi người lưu ý là ngày chúng ta sẽ sử dụng 3 lần. Sáng một lần cho đến trưa, còn 11 giờ thì mình sử dụng lại, xong đến 3 giờ mình sử dụng lại một lần nữa nhá. Buổi tối thì mọi người sẽ thực hiện lại cái quy trình này, rửa mặt xong và bôi lại cái tinh chất phục hồi giống như ban nãy mình vừa mới hướng dẫn giống ban ngày. Và mình đi ngủ thôi, buổi tối thì nó bỏ cái bước chống nắng, nó chỉ cần rửa mặt và tinh chất phục hồi là được rồi nhá.